Sự lựa chọn Wukong được đưa ra thì có vẻ như là cũng là một con bài có thể đem về điểm POG dành cho Honor. Đó cũng là một con bài đem lại mức độ tác động ở sau 6 rất tốt. Can thiệp xuống cung đường giữa trận đầu tiên thì có lẽ là câu chuyện hơi khó khăn, nhưng khi có Lucian Nami xuất hiện thì đó phải là Veigar hoặc là LeBlanc tốt để đối đầu cùng với Kennen. Bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng là Konmi là một người chơi trẻ, một người chơi rất là kỹ năng, vậy thì nên sử dụng con LeBlanc đi để múa may quay cuồng, còn trong khi đó thì đẩy con Veigar lên cung đường trên đối đầu với Kennen. Nó sẽ là một câu chuyện khá hấp dẫn dành cho chúng ta để có thể theo dõi. Dẫu sao thì Veigar cũng là mẫu tướng bám đường, chứ khả năng roaming của Veigar cũng không phải là quá kinh khi mà Veigar sẽ là người chơi thường xuyên trụ lại đường lâu hơn để cheat những cái sức mạnh ép thật của mình với cái cú quy 20 Mày giây mèo nói mãi vẫn thấy con Vega 19 giây hết rồi, hết hết, hết đổi anh luôn. giữa. Đây là các bạn xem, đây là trường hợp minh chứng cụ thể nhất. Mạnh mèo là tự diễn biến ngồi tự, tự vẽ. Nhưng mà nếu như ở cấp độ 6 lập lăng thể chơi một cách an toàn thì luôn luôn giữ lại cái mô phỏng biến ảnh của mình để đảm bảo nếu như có bão sấm sét thì lập lăng cũng có thể giật ra một cách khá là dễ dàng. Kennen lên cho thiên hướng sợi thuật hoàn toàn có thể bị one shot bởi lập lăng. Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta được chứng kiến rất là nhiều lần. Nhưng quả thực là nếu như ván thi đấu này mà đổi Vega lên cung đường trên, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là một kịch bản mắc binh hơn. Kennen là một con tướng chạy nhanh, xong rồi vô tình trong những lúc chạy nhanh lại đâm vào cái bẻ cong không gian của Vega, thì nó sẽ tạo ra bối cảnh để gank đẹp tuyệt vời dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sinh. Nhưng không, ván thi đấu đầu tiên của đụng độ giữa T1 cùng với Nông Sinh trong khổ cái LCK mùa xuân 2023, vòng cuối cùng của cả hai đội tuyển đã chính thức bắt đầu Đã trên đây sóng của LCK tiếng Việt. LeBlanc lên cho mình nhịp độ và cầm cho mình kiếm Doran. Đây là con LeBlanc AD. Thực ra chúng ta đã từng có những meta LeBlanc AD rồi Đúng vậy. ở trong quá khứ, mà thực ra nó cũng hơi bị xa, nó hơi bị xa với thời điểm hiện tại rồi, nhưng mà đây đã từng là những cái lựa chọn đã xuất hiện. Thực ra gần nhất có bạn có thể sử dụng con LeBlanc AD này theo cái kiểu mà Faker từng sử dụng trong một lần, nhưng mà nó chỉ là lấy điểm ngọc và cái bảng bổ trợ cộng sát thương đánh tay. Đây là tín hiệu đáp trả tới từ Honor. Anh ta đang muốn vòng qua khu vực bùa xanh của đối phương sau khi anh ta đã có được cả hai bùa, còn Sylvie thì mới chỉ có một và vừa mất cái trừng phạt. Honor bị tấn công trước nhưng anh ta rất tự tin quay ngược trở lại tấn công vào Sylvie. Đột kích băng giá được đầu tư và có luôn kích choáng, có luôn đánh tay nội tài và có luôn sát thương đến từ dư chấn. Sát thương là thực sự nhiều nhưng Lucian là người tới trước quay ngược trở lại và chiến công đầu dành cho Honor có lăng kính phòng hộ, nhưng điểm chiến công lại thuộc về Nami của Peter. Liên tục và sát thương đến từ Konmi và đến từ Vital, nhưng Nami của Peter mới là người có điểm chiến công và hai bùa trên người. Rất đáng tiếc cho bên phía của Nông Sim khi mà Sylvie đã xử lý pha đó rất tốt. Anh ta đã nấp vào bụi, anh ta đoán biết được, tại vì đã có mắt cắm vào thì anh ta đoán biết được tình huống di chuyển qua của Anner. Nhưng mà lượng sát thương dứt điểm từ Vital lại hơi bị chậm một tí, và cuối cùng cái kết thì là rõ ràng cái kết này thực ra không có lộ lắm dành cho bên phía của T1, bởi vì chiến công đầu vẫn thuộc về họ. Nếu như đó là một tình huống mà có cấp 6 và có thể có thêm cái bách phát bách trúng thì có thể đe dọa được một tí, ép Peter sẽ phải che. Nhưng bởi vì mới chỉ cấp độ 5 mà thôi, và lượng sát thương trước đó mà Beto đã nhận nó cũng phải chưa phải quá nhiều để cho bên phía của T1 có thể đủ sát thương dứt điểm, thì họ chỉ dừng lại việc là đẩy đối phương về. Nhưng đó gần như cũng là một điểm hạ gục rồi, bởi vì số lượng lính mất của Vital nó sẽ lại nhiều hơn và sẽ có thêm những lớp giáp trụ được đẩy cho Gumayusi và Kera ở khu vực đường dưới. Một ván đấu mà T1 đang thi đấu cực kỳ nghiêm túc từ giai đoạn cấm chọn cho tới cách mà họ triển khai. Một điều rất đặc biệt mà chúng ta thấy ở khu vực đường giữa, đây là một con Kassadin không hề bị thua kém về mặt chỉ số lính so với lại Konmi, con Veigar bên kia. Và anh ta đã phải bỏ trước khi mà anh ta di chuyển xuống khu vực đường giữa với rồi, thì anh ta đang ngang lính so với đối phương. Kennen đang có áp lực đầy đường và Kennen có được những cái khoảng cấp độ 6 tới dành cho vị tướng Wukong công trong tay mình. Ở khu đường trên thì quả thực LeBlanc đang xử lý khá là ổn, còn khu đường dưới tiếp tục lại là khóa ánh sáng trúng nữa tới từ Carrier di chuyển lên để kích được nội tài, và người có mặt là Sejuani của Sylvie. Một tình huống hack não không thành công nhưng điểm hạ gục nó vẫn thuộc về Vital với sát thương được dồn vào trong khoảnh khắc. Cái này là khu đường, con Veigar ở khu đường dưới thì thực sự là một vị tướng mà sau khi có cấp độ 6 sẽ dưới kèo tương đối nhiều so với Kassadin, và đây là solo kill không tâm trí, là một pha khóa ánh sáng quá kiếm piêu gì kiếm piêu gì. Một tình huống kiếm POG tới từ Carrier với pha roaming khóa tốt và cầu vồ tối thượng để có điểm hạ gục, trong khi Faker cũng đã làm hết những gì mà bản thân mình có thể làm.
thật là khủng khiếp. Kyria không muốn Honor có thể cân bằng được cái tổng số điểm BG với mình, nhưng Honor cũng đang muốn có được 100 điểm BG. Ngày hôm nay anh ta lao vào xoáy hai người và gây sát thương cuối cùng hay không? Vẫn thiếu một tí. Vital đang chạy, Kyria đứng ngay kế bên và Honor lao tới và giành lấy phải là của mình. Và vừa rồi thì Kyria đã hơi bị cuốn vào cuộc đua BG của mình khi mà anh ta vào một pha đúng thật là 1-5 khi mà xung quanh anh ta không có bất kỳ đồng đội nào cả, và năm thành viên của đối phương đang ăn sứ giả. Và cái kết cho một con Lux pha đó đã không còn tốc biển nữa, là Kyria đã phải nằm xuống. Còn đây là tình huống mà Kyria và Honor đã có một cuộc chạy đua với nhau trong việc gây sát thương và có được điểm hạ gục. Và người thắng là Honor với tình huống dùng cân độ vân bay vào dứt điểm Vital bằng cái bản ngàn cân đây. Kyria kêu anh em nhìn em 1-5. Ôi, đồng đội đứng nhìn cho 1-5 thật. Ui né khiếp thật. Đó là tình huống mà Kyria né gần như là tất cả chiêu thức của đối phương. Ngoại trừ AQ của Lucian thì anh ta không thể né được thôi. Chứ còn lại thì anh ta đã né một cách tương đối dẻo. Faker đang kêu gọi đoàn quân của mình tiến vào phần rừng để cướp đi những bãi tài nguyên trong phần rừng của Nông Sim. Lượng tiền của hai người chơi khu đường trên là ngang nhau, nhưng chênh lệch tiền giữa hai xạ thủ đại đa là quá nhiều. Nó gần đạt đến mức 2.000 tiền và thậm chí có thể nó sẽ đạt được đến mức 2.000. Bắt đầu chúng được đầu tư, cầu vồng tối thượng cũng được đầu tư và có thêm lốc xoáy tới từ cầu sát thương đầu ra là chưa đủ. Quay ngược trở lại tấn công, mục tiêu lựa chọn hiện tại là Honor và Nami đã nằm. Cuối cùng thì Honor cũng đã kiếm được điểm hạ gục của Peter. Nhưng mà tôi không biết rằng nếu cộng điểm BOG thì cộng cho ai trong pha đó, bởi vì Kyria là người trói trúng và sau đó là Honor là người lao vào với pha sử dụng lốc xoáy để có sát thương dứt điểm. Nên cái cuộc chạy đua trong ván đấu này nó vẫn đang khá là căng thẳng khi mà chưa có một cái người nào vượt lên rõ rệt. Kyria thì đang có những cái cú khóa ánh sáng rất chuẩn chỉ, gần như là cứ chỉ thẳng vào đầu đối phương. Trong khi đó Honor lại đang có một KDA rất đẹp và khả năng phối hợp chung với chính Kyria đang cũng là một điểm nổi bật. Có đường dưới Zed cũng tham gia cuộc chạy đua này khi ta bung chiêu cuối vào người của DNDN, nhưng còn lập lăng vẫn có biến ảnh để chạy. Sau đó thì phần còn lại đội hình tôi đang xem trên màn hình nhỏ là con Seoni và Nami đã vào vị trí. Zed đang phải dùng tốc độ sấm sét để thay bảo chạy, anh ta vẫn đang bị giữ chân lại, vẫn còn tốc biến. Sau lưng có cả Nami của Peter nữa, thủy ngục không thành công, Zed vẫn đang đi bộ ngược về. Và bên phía Nông Sim biết rằng mình không truy đuổi được nữa, họ đã phải rút lui. Hết chiều, đó là một tình huống đã hết chiều. Và nhìn vào khoảng cách chênh lệch về lượng tiền đến từ những lớp giáp trụ và trụ ngoài, nó thực sự là kinh khủng dành cho các thành viên đội tuyển T1. 1925 sau 350 tiền và lại là một pha đứng rình nữa. Có luôn cầu vồng tối thượng, sát thương đầu ra là rất nhiều. Và lần này người hứng là Faker. Tôi nghĩ là vẫn sẽ là cộng điểm POG dành cho Kyria mà thôi. Những pha rình rập của anh ta, những tình huống kiểm soát tầm nhìn của anh ta đang đem lại hiệu quả quá cao dành cho các thành viên đội tuyển T1 trong bối cảnh là họ đang là những người dẫn trước. Và quả thực khi dẫn trước và bóc được những dàn trụ ngoài là còn thêm những con mắt được cắm sâu ở phần rừng của đối thủ như thế này, thì cái khoảng trống để các thành viên đội tuyển T1 có thể triển khai và thi triển võ thuật của mình nó là quá rộng. Lập lăng của DNDN vẫn đang liên tục thực hiện những pha chơi hit cùng với Josh, nhưng rõ ràng là Josh cũng không hề ngại một chút xíu nào cả khi anh ta đã hoàn thành xong đa tên lửa X-Tech để đối đầu với cái dây thủy ngân kết hợp cùng với gươm suy vong trên người của đối phương. Người có mặt hiện tại là Honor, làm choáng thành công. Honor tiếp cận lao thẳng vào cú lốc xoáy quanh ta kết hợp cùng với tốc biến, và đó là điểm hạ gục dành cho Honor. Một cuộc chạy đua thực sự khi tham gia 4 điểm hạ gục đến từ phía của Honor và điều tương tự tới từ con Lux trong tay của Kyria. Tôi vừa thấy cầu vồng tối thượng được bung đến từ phía của Kyria. Farm lính à? Đó là tình huống bung cầu vồng tối thượng đón hết quay lính ở khu đường giữa, bổ sung thêm trang bị, xin miếng tiền để lên sát thương để chạy KD, chứ nếu không là Honor lượm 100 BOG ngày hôm nay trong ván 1. Vừa rồi là pha xử lý cũng rất tốt của Honor khi mà ta đã đợi được cho Z lấy được toàn bộ một cái biến ảnh với biến ảnh vô phỏng đến từ DNDN. Sau đó thì Honor lao và anh ta xử lý phản xạ pha tốc biến qua khỏi cái sóng thần nó rất là nhanh để có thể đảm bảo rằng mình tiếp cận được DNDN và có được cái điểm hạ gục đó, nâng KD của mình lên một con số rất là đẹp là 4-1 so với lại 1-1-3 của bên phía Kyria. Còn Nông Sim đang chờ đợi Faker sử dụng cái chiêu cuối để farm. Anh ta đã nhảy một lần, anh ta đang đi vào bụi, Faker đi thẳng vào bụi và Faker bị làm choáng, bị dính tất cả mọi thứ của đối phương phải tung vào. Anh ta bấm đồng hồ chờ đợi, đồng đội đang chạy tới hết tốc lực để cứu Faker. Faker đang chạy, 300 máu còn lại, Faker tốc biến qua tường và ta sống cùng sắp tốc biến vào bắt bảo sấm sét lên, giật tung đội hình của Nông Sim đã có điểm hạ gục và đó là solo kill. Honor đang chạm tay vào cái điểm hạ gục này, rớt kêu không được, nhưng không, Honor cũng chạy đua solo kill, xin lỗi BOG, và đó là hai mạng, lại là hai mạng. Và đó tình huống vừa rồi chứng minh khả năng sinh tồn của con bài Kasserine nó là tốt đến như thế nào. Còn Kyria lần này liệu có sai hay không? Kyria quay ngược trở lại với khóa ánh sáng, Kyria dí luôn thiêu đốt lên người của Sylvie, nhưng Honor nói rằng là miếng ngon nào cũng phải có phần, và anh ta góp mặt. Trong khi đó thì Gumayu si chạm vào hơi sâu, kịp thời né thủy ngục với lưới 90 và giật ngược trở lại, bách pháp bách trúng để tấn công của Vital. Vẫn có mặt
vẫn có dấu răng đến từ Honor. Và 6-1-0 đang là KDA của người đi rừng đến từ phía của T1, nhìn hơn một điểm KDA so với những gì có được tới từ Carrier. Và dịch chuyển ra phía sau lưng của Basic, tốc biến qua tường để thoát thân, và Carrier cũng cần phải tìm đường để chạy, nhưng Honor nói rằng lại có anh ở đây, chú đừng lo. Ui, đầu vòng tối thượng, và điểm hạ gục lại có, lại là cân bằng về KDA dành cho người đi rừng và hỗ trợ đến từ bên phía của T1. Cả hai đều là 6. Chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc chạy đua PUBG mà nó căng thẳng đến như vậy, và nó đặc biệt đến như vậy khi mà hai người về danh hiệu người chơi xuất sắc nhất của ván đấu. Một tình huống mà con Cassadin của Faker bằng một cách nào đó nó đã chịu được lượng sát thương đến từ 3 thành viên của đối phương để có thể sống sót. Dính cái linh ngục đường dưới, rớt đi. Điểm ma gục cho DNDN. Chúng ta được xem lại cái pha vây bắt tới từ cái thành viên đội tuyển Nông Sinh. Và Just, anh ta không thể nào thoát khỏi được cái sóng thần cũng như là tình huống thủy ngục. Hoàn thành xong đội lớn thứ hai tới từ vị trí của Honor với một cái dù đen. Còn khu đường dưới thì Kyria cũng đang tỏ ra mẫu mực với trang bị để giảm khả năng hồi phục của đối thủ. Anh ta sẽ là người bị tấn công hay chẳng, nhưng anh ta kịp thời tung ra khóa ánh sáng, quay ngược trở lại, né được mấy cái không gian, nhưng vẫn là một tiêu bị tấn công, bị dính trên thủy ngục và nằm xuống tới từ vị trí của Kyria. Mặc dù là anh ta sắp sửa lại tốc biến rất đen dành cho Kyria, đã dựa lưng vào tường rồi nhưng tốc biến chơi được. Và trong những tình huống mà Carrier nằm xuống thì chắc là Honor cũng tùy thôi. Đẹp quá thì mới lao vào cứu, còn xấu xấu như thế thì thôi. Rồi Honor tự dưng lại thấy mạng, nhưng mà pha này phải bắt được con lập lăng có biến ảnh nha. Biến ảnh và mô phỏng biến ảnh, đã dùng một pha biến ảnh. Honor dí tới, sợi xích được đẩy ra, Honor sẽ bị giữ chân lại. Sau đó DNDN quay ngược ra lại, rất nhiều sát thương đến từ con lập lăng đánh tay này, nhưng Zed xuất hiện để dắt Honor về. Và sẽ không có điểm hạ gục dành cho Nông Sim, và họ sẽ tiến hành pha ăn rồng này khi mà họ biết rằng Honor đang khá là thấp máu. Honor vẫn đang có ý định tiếp cận, anh ta có một hạt không nổ được cường hóa, có thể lao thẳng vào giữa đoàn đối phương với lốc xoáy, và anh ta làm như vậy, bắt đầu tiếp cận. Siêu Vi vẫn đang cố gắng lại, Zed lao vào tuyến sau và bắt được Konmi bị hất tung lên với Honor, và điểm hạ gục dành cho Guma LC với cú double kill xạ thủ của T1. Sau đó thì Siêu Vi cũng thấy rằng mình bị kẹt, nhưng khóa ánh sáng của Keria đã hụt, anh ta đang quyết định đứng lại để giữ chân Siêu Vi chờ đồng đội của mình tới. Còn phía bên này là Faker lao vào lùa DNDN 1-2, nhưng hai thành viên của bên phía Đông Sim chỉ có thể chạy mà thôi, và họ có thể chạy được vào sát trụ rồi, Faker sẽ không lao vào. Đúng vậy, nó cũng chỉ dừng lại mức độ an toàn phía bên kia. Thì Sylvie đã bị phát hiện tầm nhìn, nhưng sẽ không có bất cứ một tình huống săn đuổi nào cả. Nó chỉ đơn thuần là Lux đi đuổi, không cho Sejuani được thực hiện pha bấm B về nhà mà thôi. Và câu thời gian cho những người đồng đội của mình có thể tấn công vào khu hàng Baron. Một tình huống chia người rất cụ thể khi Faker là người ăn trụ thứ hai của đường giữa, chia ra và kiểm soát cùng lúc rất nhiều mục tiêu, tiêu ăn đa hệ. Hiện tại thì Faker cũng đang quay ngược trở lại, và đó sẽ là con Baron đầu tiên trong ván thi đấu này dành cho các thành viên đội tuyển T1. Nên chỗ nào mà có giao tranh có điểm nóng là chắc chắn Honor sẽ có mặt, mục tiêu cũng sẽ được kiểm soát cho bên phía của T1. Cho nên là để mà đánh giá xem ai là người chơi cá nhân xuất sắc hơn ở thời điểm hiện tại thì nó rất là khó khăn dành cho những người đóng vai trò bầu chọn ở trong ván đấu này, thực sự là như vậy. Mà thực ra nhưng mà cái vấn đề là cuộc đua BLC này nó có cái điểm là thành tích tốt nhất mà Honor có thể đạt được chỉ là hòa với lại Keria mà thôi, chứ không thể nào giành được cái danh hiệu người chơi xuất sắc nhất MVP vòng bảng của LCK mùa xuân năm 2023 này. Thì để coi tình hình như thế nào, chứ tôi cũng chịu rồi đó. Còn bây giờ thì T1 đã end game luôn à. Đang quyết định end game à. Họ đang dìu sứ giả vào, mục tiêu được tấn công là Guma LC, và đó là tình huống xoáy đến từ Honor, nhưng là của Keria lại là người xung công một tối thượng và tình điểm bằng cục vừa rồi. Honor đang 1-3 phía bên trong, gần hồ máu cho đối phương, sát thương đầu ra của anh ta là nhiều, với 2 trang bị sát thương và kích đồng hồ để có thể sinh tồn. Vẫn còn Keria ở đây, cơ hội để chia điểm bằng cục vẫn đang là 50-50 dành cho người đi rừng và hỗ trợ đến từ bên phía của T1. Và Cassadin của Faker đang đóng vai trò là người làm nền, anh ta lao vào trước để làm mềm đối phương. Carrier đi lên rất cao, tung ra khóa ánh sáng, khóa ánh sáng chỉ trúng vào lính, sát thương tràn ngược trở lại của Faker và DNDN là nhiều, và DNDN chợt cảm thấy đau. Đó sẽ là 1-0 dành cho T1, thực sự là một màn dạo chơi top 1 gặp đội tuyển đứng ở cuối bảng xếp hạng, và đó thực sự là màn đấu dễ dàng. Vẫn đang phân vân cho sự lựa chọn cuối cùng, và đây là một ván thi đấu cần phải đối đầu cùng với Ari. Ủa chơi cốt thế như chung kết MCK cách chọn sợ. Công nhận này với Nông Sim trong một trận đấu mà nó không có ý nghĩa gì về mặt kết quả, nghiêm túc chuyên nghiệp
chuyên nghiệp á. Hạ cái tôi xuống nâng cái cúp lên à? Đúng rồi Hạ, xuống nâng cái cúp lên. Anh Hạ không có một bất kỳ một cái tôi nào ở trong giai đoạn cấm chọn này trước Nông Sim luôn. Tôn trọng đối thủ ở mức cao nhất, một đội hình chuẩn chỉ meta, khắc chế đối phương từng con một. Bây giờ đánh với Nông Sim trận cuối không ý nghĩa lại cấm chọn, mắt nghiêm túc. Cứ tới ván 5 của BO5 MSI với chung kết thế giới nó lại lạ lạ thế nào ấy nha. Dấu bài, thế là giai đoạn dấu bài để mang vào trong trận đấu không có ý nghĩa ở trong khuôn khổ của LCK, bung bài ra đánh cho nó ác và cày POG một ván thi đấu. Và thực ra thì với Nami thì cái câu chuyện POG nó cũng rất khó dành cho Carrier rồi, nhưng trên con đường đua thì rõ ràng hiện tại không có cơ hội nào dành cho N để có thể cạnh tranh được bằng số điểm POG cùng với Carrier nữa. Ván tiêu thứ hai của đồng đội giữa Nông Sim và Tiêu An trong cổ của LCK mùa xuân 2023 đã chính thức bắt đầu. Giải đấu đang được phát sóng trực tiếp trên kênh LCK tiếng Việt với bản quyền thuộc về Boxsport. Ván đấu này có thể là sẽ là cuối cùng của Nông Sim ở tại LCK mùa xuân năm 2023. Tôi nghĩ rằng cái kết quả chỉ có 2 trận thắng thì nó không phải là quá tốt, nhưng nhìn về cái mặt thể hiện của Nông Sim ở tại mùa giải này thì tôi nghĩ là họ hoàn toàn có thể có niềm tin vào những cái mùa giải sau, cụ thể là mùa hè năm 2022 khi rất nhiều thành viên của họ đã tích lũy được kinh nghiệm, thì hy vọng rằng họ sẽ có những cái bước tiến cao hơn. Họ vẫn đang chơi thấp khi đối phương cũng đã có được cấp độ 2 rồi, và những tình huống dâng lên tới Peter hiện tại có nguy cơ sẽ bị trả một nguồn sát thương tương đối đáng kể với thủy triều vướng về tên cá của Nami và thêm nguồn sát thương dồn vào trong khoảnh khắc tới từ con Lucian đòn phủ đầu của Umayoshi. Một pha vòng lên cung đường trên nhưng Sylvie bị bắt bài, sát thương rất nhiều tới từ Honor, tốc biến qua để truy đuổi theo đối phương và tốc biến để thoát nhưng vẫn còn chim mồi. Và Honor nói rằng đi đâu cho thoát, một tình huống đuổi đến cùng và sẽ là đủ tầm để cân đầu vần găm sóng âm dồn sát thương mọi thứ là mắc binh tới từ Sylvie, và cuối cùng đó vẫn là chiến công đầu dành cho Honor. Tí nữa thì có một, nếu mà còn đánh thường từ Sylvie nhưng mà chắc chắn là ta không thể nào hack ra được thêm một cái đòn đánh thường trong pha đó để Honor có được điểm hạ gục. Và chúng ta lại tiếp tục thấy đầu tiên là việc cắm mắt hiệu quả đến từ T1, sau đó là việc mà Honor luôn có mặt ở đúng nơi đúng chỗ. Đây là điều mà anh ta làm cực kỳ tốt ở tại mùa giải này. Ngay lập tức anh ta di chuyển từ khu vực bùa đỏ đứng đợi sẵn và đón đầu Sylvie ra tay trước. Ở trong tình huống bạn cầm bùa đỏ trong cuộc đối đầu giữa hai rừng ở khoảng thời gian ban đầu, ra tay trước chắc chắn sẽ một lợi thế, và ngay lập tức đã có một điểm hạ gục đầu tiên dành cho bên phía của T1. Sau đó Honor có thể vòng rừng hai cua ông ta bởi vì Sylvie sẽ tiếp tục có mặt ở cánh trên. Honor đã sử dụng chim mồi của mình, anh ta đã phải lui ra, dính sóng âm bay vào và có thể là câu gỡ gạt lại không được. Đã lui được, Tiêu Anh không mất người, nhưng có thể sẽ mất cua. Rất nói không, vẫn chưa mất cua, tốc biến vào tính chơi luôn bởi biết đối phương không có tốc biến. DNDN lao xuống cứu, Honor lao vào đập và điểm hạ gục dành cho cả hai. Faker có mặt trước ở khu vực này và DNDN chắc chắn là nằm. Trong khi đó thì ở khu đường giữa thì với điểm hạ gục vừa rồi sẽ rất nhanh chóng để cho Faker có thể hoàn thành xong bí chiến tất truyền và có lại được thế đầy đường. Chúng ta được xem cái tình huống quả thực là con mắt đã đem lại một thông tin rất quan trọng để Honor có thể đi trước và thực hiện một pha đón đầu tấn công rất đau vào Lee Sin của đối phương, đồng thời là một tình huống chim mồi cũng hiệu quả với con binh bờ tường. Mặc dù đã làm tất cả những gì có thể nhưng nguồn sát thương đầu ra của một con Lee Sin chỉ còn lại 1/4 lượng máu, không thể nào đối đầu được với một con Wukong nửa máu. Quay trở lại đường và đối đầu với áp lực tới từ Ahri hiện tại thì có lẽ là Faker có thể xử lý tốt hơn rồi với sự chênh lệch về lượng trang bị đang được tạo ra và với cái giày 2 so với giày 1. Nhưng Lee Sin của COB ở cấp độ 4 cũng đang có một pha đoán được hướng di chuyển và người có mặt hiện tại nên là Wukong vòng ra tít phía sau lưng, sắt tương dồn vào sẽ là không đủ. Nhưng còn thêm thiếu đất thì hổ thể luôn. Ui vẫn đủ. Tính ác vậy. Cuối cùng xem pha đó là xử lý mắc binh, nhưng mà tôi nghĩ rằng Konmi cũng hơi bị mất tập trung một tí. Cái việc mà để cho anh ta để cho Faker dùng luôn con đường băng giá tiếp cận là hơi dễ, không đoán trước được việc Honor có mặt, còn DNDN đang phải chạy về và anh ta còn hơn 100 máu bấm bình để có thể hồi phục. Nhưng Honor đang vào vị trí để có thể kiếm được điểm hạ gục tiếp theo của mình. Anh ta đang suy nghĩ gọi luôn cả Faker lên ở trong pha di chuyển sau khi đẩy được đường ở khu vực đường giữa. T1 đang đánh vô cùng triệt để ở trong ván đấu thứ hai này. Họ thậm chí chắc chắn sẽ có lợi thế về người. Nếu như đánh 3 đánh 2 họ cũng không sợ, tại vì hai thành viên của bên phía Nông Sim đều không có tốc biến. Faker đang vào vị trí đánh hạt không nổ, họ chắc chắn là sẽ chọn DNDN chắc là mềm hơn chứ đúng không. DNDN quyết định ra tay trước, sau ông găm vào nhưng cũng không thể nào đá vào người của Honor. Điểm hạ gục đầu tiên đã có. T1 đang cân nhắc xem liệu họ có đủ sát thương dứt điểm siêu vi hay không. Không còn lính nữa, T1 rút lui. Nó sát thương đốt đến từ thiêu đốt, nó sát thương đến từ cả cái bình thuốc biến dị được cầm trên người của Faker. Còn tình huống tấn công khu đường trên thì Faker cũng là người chống chịu sát thương trụ đầu tiên rất hợp lý, vì anh ta vẫn còn con đường băng giá để có thể thoát ra khỏi tầm tấn công của trụ. Và lại là Honor có mặt ở khu đường dưới, sẽ là can thiệp vào cái điểm gục và dùng chim mồi để thoát ra khỏi phạm vi trụ. Rất hay cho tình huống tấn công vừa rồi, với điểm gục chính là thuộc về Honor luôn.
cái đội này bây giờ set up những pha băng trụ cực kỳ khủng khiếp, cứ lính tràn vào trụ một cái là chắc chắn sẽ có mặt một là N, hai là Faker sẽ có mặt luôn. Ở trong tình huống đó, Faker vừa rồi cũng đi giữa đường luôn, anh ta cũng đã tới khu vực bùa đỏ luôn rồi. Họ gần như không có sai sót trong những tình huống phối hợp về mặt thời gian với nhau. Cứ lính vào một cái là N sẽ ở vào vị trí để có thể có mặt. Đây chúng ta nhìn thấy pha này là bắt đầu, khi lính bắt đầu vào là N đã ở phía bên kia bức tường, lính vào một cái không có thời gian trễ nào cả. Nông Sim cố gắng gỡ gạt lại một tình huống ăn con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu này khá là trễ. Phút thứ 11, Honor lại có mặt ở khu vực đường giữa, Faker lại vào vị trí, Konmi lại là người được chọn. Vừa rồi là né cũng khá là ghê đó chứ. Anh ta đã thoát khỏi pha sử dụng không đủ tầm để cho Faker sử dụng của chiêu cuối của mình. Hồng gió cũng bị né rồi, một hàng băng được sử dụng, Honor quay ngược trở lại. Konmi thoát được một lần nhưng mà lại quay lại để VK, tôi cũng không hiểu. Đó là điểm cuộc thứ tư và POG đang nằm trong tay của Honor một cách rất cụ thể. Ván đấu trước thì cũng rất nhiều người trong tổ bình bầu đã lựa chọn Honor, nhưng cuối cùng thì vẫn là cánh Media và CV là người gặp nguy hiểm. Một tình huống tốc biến lên thủy ngục, CV né được nhưng né tiếp được lần hai hay không. Một tình huống sóng thân rất thông minh để chặn đầu hai thành viên đang lao lên cover, và sát thương vẫn là đủ tới từ Vital để hạ gục được cung AOC. Honor cần thoát về để bảo vệ được KDA, nhanh ta quay ngược trở lại với một sát thương độ dài của mình rất lớn khi anh ta đã có được mũi sát thân và đủ để tiếp vẫn còn thêm khả năng hồi phục và tiếp tục lo bổ vào đầu của Peter. Lee Sin găm sáu âm chỉ để hú họa mà thôi, và Lee Sandra người tới con băng giáo qua bên kia bờ tường đang ép gấp của mình. Peter đứng trong trụ bấm B về nhà lẹ lên kẻo chết, nhưng có vẻ như các thành viên đội tuyển T1 họ không muốn bỏ qua cho tiếng bấm B về nhà này. Thủy ngục chúng người đâm vào đầu tiên là Honor hút sát thương từ trụ không, Caria vẫn đang tành và giật ra với điểm gục dễ dàng thuộc về Faker. Một pha bắt bài được Suvi và một tình huống di chuyển ra rất nhanh để tấn công vào người đi rừng của Nông Sên đến từ bên phía các thành viên đội tuyển T1. Và tiếp theo là cả pha sóng thần để ngăn cản tình huống di chuyển tới từ Vital và Peter nữa. Nhưng cuối cùng thì họ dường như đã tính toán sai về nguồn sát thương đầu ra của xạ thủ đến từ bên phía của Nông Sim. Và vừa rồi lại là một pha băng trụ nữa, một lời đáp trả nữa tới từ các thành viên đội tuyển Nông Sim, nhưng có mặt kịp thời là Honor. Anh ta lao vào với cú lốc xoáy giữ chân được DNDN, Faker đến từ phía sau lưng giữ thành công thêm một người Lee Sin. Và 1-2 thì lấy khoai cũng đổi, tiếp tục là lời dành cho T1. Rõ ràng là Nông Sim đã có những nỗ lực của mình, họ đã triển khai một tình huống 3 người lên tấn công khu vực đường trên để có thể lấy mạng được Zed. Họ thành công trong pha đó, nhưng hãy xem cái cách mà đội hình của T1 phản ứng. Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu có những pha di chuyển từ Nông Sim lên cánh trên, Faker đã ngay lập tức di chuyển và Honor cũng ngay lập tức di chuyển ngay sau lưng của Konmi để có thể có mặt kịp lúc. Một sự tập trung tới mức tối đa đến từ bên của T1. Pha đó là Faker vẫn có thể đẩy thêm một nhịp nữa, nhưng không, vừa xong đợt lĩnh di chuyển lên ngay để có thể vừa kịp nhịp tấn công với lại Honor. Và tôi thực ra khi mà T1 đã đánh hết sức như thế này thì một đội đứng chót bảng xếp hạng như Nông Sim chắc chắn không thể nào có bất kỳ một cơ hội nào cả. Họ đang rất cần tiền để có thể san phẳng được cái khoảng cách 8.000 mà mình đang phải đối mặt trước phút thứ 20 này từ bên phía của T1. CV về được hay không? Faker đang vào vị trí, lượng sát thương của anh ta là rất nhiều, 10 sách rồi, khổng lồ hóa được sử dụng. Lee Sin cố gắng đá đối phương về và lao trở lại cùng với đồng đội. Faker gặp nguy hiểm, anh ta bị giữ trên, ta vẫn qua tường được. Konmi dính ngay một pha thủy ngục nhưng ta vẫn lao được qua tường. Honor tuyến sau đang gõ người DNDN, thế là xong. CV cũng có được điểm ở phía bên này nhưng ta đang bị gõ, và đó là Gubayoshi từ phía sau lướt tới có được điểm. Anh ta bắn tiếp vào người của Vito nhưng chưa thành công lắm. Konmi đẩy được Guma ra, Vito đang phải chạy liên tục khi bị dí bởi Zed. Và cả Honor đã thiết bản ngang cân vào đầu, và Zed là người có được điểm hạ gục. Konmi cũng đi luôn, 15-4 cho T1. Caria giữ chân được hỗ trợ đối phương là Peter, nhưng không đủ sát thương dứt điểm vì hết điểm năng lượng rồi. Họ chiêu luôn sứ giả để tấn công vào trụ thứ hai khu vực đường trên, nhưng cú chiêu cuối của họ đã hồi lại gần như toàn bộ. Họ sẵn sàng cho đợt đẩy với rất nhiều áp lực vào các thành viên đội tuyển Nông Sim. Honor đã một mình đi qua ngang hông tấn công vào DNDN, sát thương không phải là quá nhiều nhưng có thể kiểm soát được tầm nhìn một cách tương đối đơn giản, và Zeal đã có sứ giả thực hiện được cú hút tiếp theo. Và cái trụ thứ ba đứng trên quyền lực thiên nhiên được bung ra, DNDN lao thẳng vào luôn cho mục tiêu tấn công là Gumayusi. Bốc hơi ngay lập tức với điểm cục thuộc về chính DNDN, nhưng lúc xoáy trả ngược trở lại từ Honor, hất văng tấn công ba người, ta bị dính hôn gió và lao thẳng vào sân xem đến từ bí của Kennen. Quá nhiều sát thương đến từ Just và đó là double kill dành cho Just, một điểm cục chia lại dành cho Faker. Và Faker đang cần phải tìm được con đường thoát về, anh ta có đường băng giá lao thẳng vào, cố gắng giữ chân đối thủ và kích đồng hồ. Điểm cục nó thuộc về Honor. Faker quyết định thoát về bằng con đường vào giữa hai thành viên của Nông Sim, và nghi thức hiện tế lại được kích hoạt và nó lại tiếp tục thành công khi mà T1 để Gumayusi lại và cầm ván đấu lên. Peter bị dính thủy ngục, con đường băng giá tiến vào và đó là điểm hạ gục cuối cùng của ván đấu này dành cho Zed. Chỉ cần 21 phút mà thôi, T1 lại dứt điểm được Nông Sim và hoàn thành xong giai đoạn vòng bảng của mình với thành tích là chỉ thua đúng một trận. T1
chắc là một ván thi đấu nữa quá triệt để, và thậm chí ván thi đấu này thời lượng của nó còn ngắn hơn so với ván thi đấu trước. Một ván thi đấu mà có lẽ là phong độ của tất cả các thành viên đến với phía của T1 là quá cao, có lẽ sự thất thần này là không cần thiết. Bởi vì ngày hôm nay thì cũng hơi đen. Hơi đen là họ lại đụng độ phải một T1 đánh ván thi đấu cuối cùng nhưng lại không đùa vui một chút xíu nào cả, mà lại thi đấu với một tâm thế căng thẳng nhất. Một trận đấu có lẽ là rất là tôn trọng dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sim để tiễn họ khỏi LCK mùa xuân 2023. Và 7-0-12 mà không giành được POG trước con Nami 0-0-12 thì lặp lần nữa tôi phải xem lại về chất lượng bình bầu POG đến từ bên phía tổ bình bầu của LCK.